Xin chào các bạn. Các bạn đã bao giờ thắc mắc rằng bao nhiêu miếng dán cường lực là đủ để hoàn toàn chống đạn cho chiếc iPhone của bạn? Vì vậy, chúng tôi sẽ thử xem. Chúng tôi có thể dừng viên đạn trước màn hình iPhone với những miếng dán cường lực phổ thông mà bạn có thể mua ở bất kỳ đâu. Ở đây chúng tôi có 20 cái, và ở đây là 40 và 60 trên chiếc iPhone này. Bây giờ, tôi không thể hứa chiếc iPhone này có thể sử dụng được bình thường khi dán từng này miếng cường lực. Alo, tôi không thể nghe tiếng bạn nói. Giữ máy một chút. Tôi đã mua chiếc iPhone tàu này. Nó khá là rẻ, nhưng nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc chống đạn. Nó không khác gì so với những chiếc iPhone bình thường khi thử nghiệm. Vậy chúng tôi sẽ sử dụng khẩu AR-15 cho phát bắn đầu tiên với viên đạn nhỏ như thế này. Nhưng chúng tôi đã định sử dụng khẩu súng lục với viên đạn có đường kính lớn hơn, nhưng tốc độ bay của đạn chậm hơn. Được rồi, tôi rất tò mò để nhìn thấy câu trả lời cho các câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu. Và cuối cùng thì tôi cũng đã đủ điều kiện để làm được. Vậy để xem liệu chúng ta có thể làm kính chống đạn cho chiếc iPhone tại nhà với dụng cụ đơn giản như 60, 40 hoặc 20 chiếc kính cường lực. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với chiếc iPhone dán 20 chiếc kính cường lực. Thật sự thì nhìn nó trông khá là chắc chắn. Để xem nó có thể cản được viên đạn của khẩu AR-15 với tối thiểu thiệt hại đối với màn hình hay không. Tôi đang cực kỳ tò mò xem điều gì sẽ xảy ra. Được rồi, thử nghiệm 20 miếng dán cường lực, AR-15 khóa và lên đạn. 3, 2, 1. Ồ, không thể cản bất cứ thứ gì. Chúng ta có thể chắc chắn rằng 20 miếng dán cường lực không thể cản được viên đạn đi xuyên qua chiếc iPhone. Ok, tôi nghĩ 40 sẽ có thể tốt hơn. Kính cường lực chắc chắn không làm từ vật liệu chống đạn. Được rồi, hãy đến với 40 nào. 40 miếng dán trông dày hơn. Hãy xem nó có thể làm điều gì đó khác biệt hơn, có thể cản được viên đạn từ khẩu AR-15 để chiếc iPhone không bị ảnh hưởng không? 3, 2, 1. Well, definitely no. Chúng tôi hoàn toàn biết điều này sẽ xảy ra. Được rồi, vậy là rõ ràng 40 chiếc cường lực đã không thể làm tốt hơn. Nó hoàn toàn bị thổi tung toàn bộ, và cả chiếc iPhone lẫn phía sau. Điều đó thật điên rồ. Chiếc iPhone cản đạn tốt hơn, nhưng với miếng dán cường lực thì không. Và cuối cùng, chúng ta sẽ thử nghiệm với 60 miếng dán cường lực. Nó không hề rẻ, nhưng hy vọng là nó có thể chống được đạn. Được rồi, và 3, 2, 1. Và như vậy là kể cả với 60 miếng dán cường lực thì cũng không thể khiến chiếc điện thoại của bạn có thể chống được đạn. Đây chỉ là một thử nghiệm vui thôi. Đừng quên like và subscribe để có thể theo dõi được nhiều hơn video của chúng tôi. Và chắc chắn rằng sẽ không chống đạn được cho chiếc iPhone bằng kính cường lực. Các bạn đừng nên phí phạm và thử làm gì. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.